Em xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em 10 chiếc đồng hồ vintage rất là giá trị. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì bên em đều có một cái thẻ bảo hành nguyên zin chính hãng. Và nếu anh em phát hiện ra hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào mô tả chi tiết từng chiếc đồng hồ một và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Và bản đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em, một chiếc đồng hồ Senco 5 Actus. Chiếc đồng hồ cung vỏ làm từ thép nguyên con. Và bản đồng hồ này thì có một cái khóa zin này, Senco 5 Actus. Và cái khóa của nó thì rất là dài, có giãn được anh em ạ. Nên là anh em nào cổ tay to vẫn đeo vẫn thoải mái anh em nhé. Và cái đeo nền mặt xanh của nó nhìn nó rất là sâu, đẹp. Bản Senco 5 Actus với một cái dial nền mặt xanh la vi rất là đẹp, có hai vị trí lê khóc 3 giờ. Và bản đồng hồ Senco 5 này thì thép nguyên con nên là nó rất là bền anh em nhé. Size mặt là size 37.5mm, mỏng 10.5mm. Vải lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản Senco 5 này thì chạy với bộ máy tự động anh em nhé, chạy với bộ máy tự động, đẹp lắm anh em ạ, sang. Và giá cực kỳ hợp lý, mã số 1 bên em đang giao lưu là 2.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ hai trong video ngày hôm nay, em gửi đến tất cả các anh em một bản Rado 2 cá ngựa. Bản đồng hồ này cực kỳ đẹp anh em ạ, sang cực kỳ luôn. Và bản đồng hồ này zin nguyên bản 100%, cả dây hạt gạo. Rado 2 cá ngựa, bản này bản cổ điển, sản xuất vào những năm thập niên 1960 anh em nhé. Anh em cùng nhìn cái dial này mặt, nó là một chiếc đồng hồ rất đáng được sưu tầm, duy nguyên bản 100%. Và cái kính có lúp này, chính giữa trung tâm có cái logo mỏ neo cũng như là cái lúp lịch rất là đẹp, sáng. Dây hạt gạo bọc vàng nhìn cực kỳ đẹp anh em ạ. Thiết kế kiểu khóa nó làm rất là khác với những cái dòng đồng hồ khác anh em nhé, Rado. Và bản đồng hồ này đáy được làm từ thép còn nguyên cát anh em ạ, nguyên zin 100%. Anh em nào mua bản đồng hồ này sưu tầm rất là giá trị anh em ạ, đúng zin có logo. Và chiếc đồng hồ này thì có cái size mặt, size 35.5mm anh em nhé, mỏng 11mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em xem, hôm nay em về động chiếc Rado cực kỳ đẹp, nhã nhặn cực kỳ luôn anh em ạ, đẹp tinh tế. Và bản Rado mã số 2 zin 100% bên em đang giao lưu là 9.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ mã số 3 trong video ngày hôm nay, em gửi đến tất cả các anh em một bản đồng hồ rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ mang thương hiệu Gruen. Bản đồng hồ này bên nước ngoài thì nó mạnh hơn cả Omega Longines và T-shirt anh em nhé. Cái thương hiệu hợp tác với những thương hiệu mạnh để sản xuất, làm ra những linh kiện bộ máy của những thương hiệu lớn như Patek Philippe và Vacheron, hay là những cái thương hiệu top đầu của thế giới về đồng hồ anh em nhé. Và bản Gubelin này thì chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay. Và bản đồng hồ này thì chạy rất là chuẩn xác. Và có một cái size mặt dáng tròn, size mặt cũng rất là chuẩn. Size mặt là size sấp xỉ 35mm, mỏng nó chỉ có 11mm thôi anh em ạ, tự động anh em nhé. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản đồng hồ Gubelin này thì bên shop em mã số 3 bên em đang giao lưu là 9.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ mã số 4 là một chiếc đồng hồ cực kỳ độc đáo, nó hiếm lắm anh em ạ. Và kiếm được chiếc đồng hồ thứ hai tại trường Việt Nam mình cực kỳ khó anh em nhé. Bản đồng hồ đến từ thương hiệu Edet Bodell, thương hiệu lừng danh và nổi tiếng, làm nên những cái chiếc đồng hồ nở hoa kịch độc. Và bản Edet Bodell này thì nó cũng rất là độc, bởi vì một cái dial nền mặt anh em cùng nhìn, một cái dial nền mặt vàng nhìn nó không cầu kỳ đâu anh em ạ, vàng cùng với cái tông màu dây này màu nâu như kiểu cappuccino ấy, cực kỳ đẹp. Các cọc số nổi của vị trí 369 và 12 là các cọc số trò. Và biểu tượng hình con hươu này này thì là biểu tượng rất là may mắn, tài lộc,
cung bỏ bọc vàng toàn thân anh em nhé, 10 ca con phiêu và nước vàng cực kỳ dày dặn, sợi dây là một sợi dây da tây nguyên zin, và bản đồng hồ này là một trong những cái kiệt tác của thời gian Việt Nam mình, em nghĩ là chỉ có duy nhất một mẫu thôi, anh em nào mua sưu tầm đeo rất là đẹp và độc đáo anh em ạ. Size mặt là size 34mm, bằng 11mm, bám lên tay để tất cả các anh em cùng xem. SS Bordeaux nổi tiếng, và cái dây của nó cũng cực kỳ hợp anh em nhé, đẹp sang trọng. Và bản đồng hồ mã số 2, mã số 4 bên em đang giao lưu là 23.500.000 đồng. Và bản đồng hồ số 5 trong video ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Enica, bản cá heo rất là nổi tiếng anh em nhé. Bản đồng hồ này thì nó rất là cổ vintage, cái nước mặt của nó vàng ấy, nó có những cái bụi bẩn xưa, em để nguyên zin vàng anh em nhìn này, nó lên bã trầu rồi anh em ạ, còn rất là mới, đúng zin, tổng thể zin nguyên bản 100%, đáy logo cá heo và một cái logo rất là độc đáo, độc quyền của thương hiệu Enica, đó chính là quả địa cầu rất là đẹp. Nó chạy với bộ máy tự động anh em nhé, có hỗ trợ có tay, tự động có hỗ trợ có tay. Sợi dây là sợi dây nhung, sợi dây da nộn màu nâu rất là vintage. Và em đo size để tất cả các anh em cùng xem. Size hơn 35mm, mỏng nó chỉ có 10,5mm thôi anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Enica. Và bản đồng hồ này em đang giao lưu mã số 5 là 3.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ số 6 trong video ngày hôm nay cũng là một chiếc đồng hồ cực kỳ độc đáo, đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ mang thương hiệu Universal Geneva. Và bản đồng hồ này anh em cùng chiêm ngưỡng cái dial lên mặt của nó cực kỳ đẹp, sắc nét, và nó mang những cái nét vintage xưa rất là cao, đúng zin, có logo, và đáy được làm từ thép nguyên zin anh em ạ. Nước vàng bọc rất là đẹp, dày. Và bản đồng hồ Universal Geneva này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò châu Âu cực kỳ đắt đỏ anh em nhé. Cái sợi dây này rất là quý, giá ở ngoài thị trường đâu đó 1,5 triệu đến 2 triệu cái sợi dây này anh em ạ. Và bản Universal Geneva này thì chạy với bộ máy tự động anh em ạ, mỏng dính. Và nó có một cái size mặt là size 34.5mm, mỏng 7,5mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản Universal này phải nói là một bản rất là giá trị, sưu tầm rất là cao. Mã số 6 bên em đang giao lưu là 16.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ mã số 7, một chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ cổ kính, zin 100%, chưa có động chạm bất cứ cái gì cả anh em ạ. Cái dial lên mặt này anh em nhìn nhé, dial lên mặt Vân Cát Sần, có cái màu của thời gian, đấy, cũng vỏ bọc vàng nguyên zin, cực kỳ sang trọng. Đẹp lắm anh em ạ. Bản đồng hồ chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay, núm zin này. Đấy, tổng thể zin nguyên bản 100%. Đẹp, sang trọng anh em ạ. Và bản đồng hồ này thì chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay này. Và bộ ba kim hoạt động mượt mà. Anh em thấy không? Cái nền mặt của nó nhìn đây mới gọi là những cái chiếc đồng hồ sưu tầm, bởi vì là nó còn nguyên giá trị anh em ạ. Nước vàng bọc rất là dày. Size mặt size 33mm, mỏng 11mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Cực kỳ đẹp. Và giá cực kỳ hợp lý anh em nhé, chỉ có 4.200.000 đồng cho một cái phiên bản đồng hồ mà anh em nào mà yêu thích những cái nét vintage xưa anh em nhé. Mã số 8, mã số 7 anh em ạ. Mã số 8 là một chiếc đồng hồ đến từ nước Nga, độ mới còn rất là cao anh em ạ. Anh em thấy cái dial này mặt nó trải tia phát sáng rất là tốt, đây đúng zin nguyên bản, chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé, chạy với bộ máy cơ con lên dây. Và bản đồng hồ này thì độ mới còn rất là cao. Đấy, dưới ánh điện này nó trải tia và sáng rất là tốt anh em ạ. Đẹp, đúng zin, tổng thể zin nguyên bản. Đấy được làm từ thép này. Anh em thấy
Nó trải tia cực kỳ là đẹp và nó vàng bọc dày. Bản đồng hồ Pakema này thì có một cái size mặt là size 34 mm anh em ạ, mỏng chỉ có 10 mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem Pakema zin nguyên bản. Và bản đồng hồ này bên em đang giao lưu là 3 triệu đồng anh em nhé. Và tiếp theo, mã số 9 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ phay phách anh em ạ. Nguyên zin 100%, chạy với bộ máy tự động, chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Tiếng lên cót cực kỳ êm. Và kiểu ứng liền mặt của nó làm hiệu ứng phát sáng rất là tốt. 3 kim, một vị trí lịch. Và cái niềng này nó làm niềng khía rất là đẹp anh em. Nên nước vàng đã lên bã trầu rất là nhìn rất là vintage. Đáy được làm từ thép, đúng nguyên zin. Dây da bò, dây da cá sấu màu nâu anh em ạ. Và bản đồng hồ này thì cá nhân em rất là thích bởi vì nó đẹp và độ mỏng hoàn hảo anh em ạ. Size mặt 33.5 mm, mỏng chỉ có 8 mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem phay phách. Và bản đồng hồ phay phách này thì bên em đang giao lưu là 4 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ dáng tay đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ mà thương hiệu Westham. Bản đồng hồ này zin nguyên bản 100%. Đó, và anh em cùng xem. Đúng zin này. Dây này, đáy làm từ thép không gì, nguyên zin. Cái chỗ bên cái thân bên tay trái nó có cái vết nứt của vàng. Nhưng mà bao năm rồi, 60 tuổi rồi anh em ạ. Nó bị như này cũng bình thường thôi. Và giá thì cũng hợp lý cho anh em mua sưu tầm bản đồng hồ có tam này. Và size mặt là size 28 mm, size tròn nó khoảng 33 anh em nhé. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Cá nhân em thì những cái chiếc đồng hồ dáng tay như này thì size mặt của nó cơ bản là cũng rất là to. Đấy. Cũng hầm hố phết anh em ạ. Và bản đồng hồ Watt này thì bên em đang giao lưu là 2 triệu 200 nghìn đồng anh em nhé. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ cũng có 10 chiếc. Và 10 chiếc đồng hồ này rất là giá trị, mang những cái nét đẹp riêng. Và anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay gọi điện cũng như kết bạn Zalo để nhanh nhất chốt được chiếc đồng hồ này. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video.